đi mua mồi mà đi vô hàng dép hàng giày mới ghê chứ. Không ai cho quay đâu nè. Em đâu có quay đâu. Bấm lên cho vui vậy đâu quá. Đăng mà lên đi kìa, lần này vô. Bây giờ lá chim chết lắm. Đăng ôi dâu ơi. Lá chim. Lên đi kìa, lần này vô không ai. Lá chim. Bây giờ trên này ngồi đứng. Má hai, nhưng mà con đây. Vừa nhiều bạn đó nè. Đó kìa. Mà mình tô đi cách rồi. Anh đi làm ha. Em mới đi. Cắm chưa? Mà chưa? Đi mua đồ nhậu, đồ nhậu mà lên áo quần. Thì chứ sợ chứ. Đẹp không? Đẹp. Chiều đẹp mà. Má được không? Dạ. Cảm tạ. Mua chiều mua đồng con gái không mà cái mua ủng hộ. Đấy, con Vin đấy. Đúng không? Thịt bơ rồi. Lá chín chờ hồi xá. Chờ bắp bùa.
em đi qua chỗ mà bán bông bán hoa đang chụp đẹp kìa. Dạ. Ừ. Hai đứa lên đi đứng chụp cho kìa. Hai đứa lên đứng chụp mới đẹp. Hai đứa lên chụp cho. Ừ. Chụp người áo chỗ bắt luôn. Hả? Sợ quá. Dạ. Đúng rồi đó. Tội quá. Sáng lên cười tươi lên. Nào cười tươi lên cái coi. Đó. Chụp đi đúng rồi, thả lỏng người đó coi. Bao dạng đi. Ờ, 2, 3, cười. Xe thôi thôi. Quay lấy cái cành ha, đồ xả. Xả mà đứng cái kia mà quay, lấy hết đường rồi. Chờ này.